Chào các bác đang theo dõi kênh em nhá. Đấy, sáng nay nhà em có bác khách bay ngồi bay xem bộ dàn mà ngồi suốt từ lúc 8 rưỡi đến tận bây giờ là 11 giờ 14. Bình thường nhà em khách vào là chỉ ngồi tầm khoảng 15 20 phút là khách chốt xong rồi, tại vì là các bác đến tham khảo sẵn rồi. Đấy, có bác khách đêm nay thì kiểu bay chắc cũng chưa tham khảo rồi, là bay đến xem ngồi nghe thử hai ba bộ. Đấy. Test rồi xem loa các thứ, nên là từ sáng giờ chưa lên được cái video nào, đấy bây giờ em mới quay được nhá. Đấy thì ok, đấy thì ở đây thì em lên chỗ các là một cặp Onkyo, có mã là V7. Dòng loa này thì bản thân loa là có phân tần các bác nhá, bản thân loa bên trong có phân tần, đấy phục vụ cho những bác nào mà thích kiểu nghe nhạc mà loa có phân tần thì chốt cặp này. Tiếng bass đánh mềm và tép rất là sáng nhá, tép này là dòng tép chép đom đấy. Từ của tép và từ của bát đều là dòng từ kép các bác nhá, đều là dòng từ kép đấy. Ê căng đầy đủ hai chiếc trên loa này. Con này thì nó hơi bị tí đây nhá, lại nó hơi bị xíu này đấy, hơi bị xíu có con này thôi, con này hơi bị xíu chỗ này đây, này hơi xíu đây đấy. Nhà em bán hàng là em cứ nói thẳng luôn nhá, em chả có gì bị giấu cả, bởi vì hàng bãi thì nó chỉ có vậy thôi, các bác thông cảm như vậy đấy. Còn nếu các bác cần ok hàng nó nghiêm chỉnh đẹp thì lấy cặp khác đấy, lấy sang cái mã khác. Nhà em thì ti tỉ loa chứ không phải là một cặp này đúng không ạ? Đấy, còn nếu bác nào mà thích kiểu tôi không cần phải cầu kỳ, anh chỉ cần nó như vậy thôi. Đó, còn về anh lau chùi một tí nó đẹp, không có vấn đề gì cả. Đấy, về các bác chỉ cần ngồi chịu khó lau chùi tí là đẹp ngay. Đấy, còn hàng bãi thì em thật quá là nếu mà chỗ nào nó cũng mới thì người ta gọi là hàng tu sửa hoặc là không phải hàng bãi. Đấy, còn hàng bãi nó phải có một chút xuất sắc nhẹ một chút. Đấy là em nói thẳng luôn như vậy. Đấy. Con này thì số series trùng luôn nhá. Đấy. V7 công suất 70W trở kháng 6 ôm. Đấy thì cặp này em xả luôn nhá. Loa có phân tần đấy nhưng mà tôi em xả luôn tại vì nó cũng hơi bị xíu chỉ cho các bác rồi đấy. Anh em bán hàng là cứ thẳng thật với nhau luôn, chả có gì bị giấu cả. Các bác thuận mua vừa bán đúng không ạ? Đấy. Các bác cảm thấy ok thì chốt hàng thế thôi. Còn nhà em có cường cụ thể rõ ràng. Các bác nào mà thích có thể qua trực tiếp cửa hàng như bác vừa rồi. Đấy, bác vừa rồi bác cũng lấy bộ 7 triệu. Đấy. Thì bát của dòng này bát 13 các bác nhé, màng giấy gân cao su, tép dòng chép đom. Đấy. Kích thước vỏ là rộng 15.5, sâu 27. À, rộng 15.5, sâu là 23.5 và cao là 27. Đó, thì đấy là về kích thước. Còn về chất âm thì không phải bàn, không phải bàn nhiều. Quá hay luôn, riêng V7 không phải bàn nhiều. Đấy, còn chốt hay không chốt. Thế thôi các bác, chứ còn chất âm thì các bác hỏi em có hay không thì riêng V7 em bán gọi là tràn lan đại hải rồi. Quá nhiều rồi. Chất âm cực kỳ hay luôn. Đấy, trong cái phân khúc giá này và tầm tiền này quá đẳng cấp luôn. Cặp này thì bình thường của nó sẽ là khoảng 1.250.000, tại vì dòng loa là có phân tần bên trong. Tuy nhiên thì em cặp này hơi bị xíu đấy thì em xả luôn cho nhanh. Đấy thì để các bác cặp này giá là 990.000, xả luôn cho nhanh buổi trưa nhá. Đấy. Từ sáng giờ bây giờ mới được cái video của tôi, em xả luôn cho nhanh nhá, mở hàng buổi sáng cái video này luôn. Đấy. Mở hàng này tính ra là mở hàng bác khách kia rồi, nhưng mà gọi là bán hàng online này thì mở hàng trên online này thôi, thì là cặp này là cặp đầu tiên trong ngày hôm nay thì để các bác giá là 990.000. Đấy thì bác nào mà chốt thì alo cho em. Đấy. Về làm lo toàn lo trợ lời hay lo nghe nhạc đều phê hết các bác nhá. Vâng, xin chào các bác. À, bác nào chốt thì để em test bàn giao nhá. À, nhà em không phải quay như này xong rồi đóng hàng gửi đi đâu. À, các bác chốt đấy thì em sẽ xin tên địa chỉ của bác rõ ràng. Đấy, tên này cộng địa chỉ cộng số điện thoại thì nhà em mới gửi được hàng. Đấy thì trước khi gửi đi thì nhà em có cái clip test bàn giao. Đấy, đọc tên các bác cộng tỉnh ở đâu, chỉ đọc tỉnh thôi nhá, không đọc chi tiết nhá, chỉ đọc tỉnh thôi. Cộng với cả ba số điện thoại cuối để tránh lộ thông tin. Ví dụ như là bác Thịnh ở Hải Dương có đuôi số điện thoại là 385 đấy hay là 879 thế thôi. Để bác biết à đấy có tên mình rồi, cộng tỉnh cộng ba số cuối đúng là của mình đi rồi. Thế là biết hàng của mình. Đấy. Quy trình bán hàng em là như vậy. Chứ không phải cứ thế quay này là gửi đi đâu, phải test bàn giao đảm bảo là bác test từng chiếc một lên ok sau đó mới đóng hàng gửi hàng. Và đăng video lên cho các bác xem đàng hoàng. Đấy. Bán nó phải rõ ràng như vậy các bạn. Vâng, xin chào các bác.